Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận. 10 năm qua, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam quận Bình Thủy đã vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam và gia đình, thực hiện các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, quận bình xét công nhận gia đình nạn nhân chất độc da cam được công nhận đạt 97,5%, 43 gia đình nạn nhân tiêu biểu và 127 gương người tốt việc tốt, đồng thời xây dựng 15 mô hình gia đình hạnh phúc, 19 mô hình phòng chống bạo lực gia đình và 10 mô hình chăm sóc bảo vệ trẻ em, trao học bổng cho 426 lượt học sinh, sinh viên là nạn nhân, con cháu nạn nhân, tặng trên 2.500 phần quà lễ Tết, xây dựng 7 căn nhà tình thương, sửa chữa 1 căn cho nạn nhân. Đến nay toàn quận không còn người không đảm bảo về nhà ở. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy tặng giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam.